Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rãnh áp thấp bị nén cùng với vùng xoáy thấp hoạt động ngay trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ đã gây một đợt mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to cho các tỉnh thành Bắc Bộ và Thanh Hóa. Tâm mưa lớn lần này chủ yếu xảy ra các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ với lượng mưa đo được cả đợt từ 70 cho đến 120 mm. Đặc biệt cơn mưa lớn kéo dài từ tối ngày 21 cho đến sáng ngày 22 đã khiến cho nhiều nơi của thủ đô lâm vào cảnh ngập sâu, cây cối đổ la liệt, giao thông trên nhiều tuyến phố bị ùn tắc. Trong ngày và đêm nay, vùng xoáy thấp được dự báo sẽ suy yếu nên mưa tại khu vực này sẽ giảm nhanh. Tình trạng nhiều mây cùng những cơn mưa rào nhẹ chủ yếu sẽ chỉ còn xảy ra vào buổi sáng. Trưa chiều mây giảm dần và thời tiết sẽ dần tốt lên. Nhiệt độ cao nhất ngày tăng nhẹ lên mức 29 cho đến 32 độ. Sau đó từ ngày mai trở đi thì thời tiết tại Bắc Bộ sẽ quay lại trạng thái khô ráo và ít mưa nên sẽ thuận lợi hơn cho các hoạt động giao thông đi lại của người dân. Cũng chịu ảnh hưởng bởi hệ thống gây mưa ở phía Bắc nên tại Thanh Hóa cũng đã xảy ra mưa vừa đến mưa to và dông. Trong ngày và đêm nay thì mưa tại các tỉnh Bắc Trung Bộ cũng sẽ giảm nhanh xuống diện vài nơi. Nhiệt độ cao nhất tại đây sẽ tăng lên mức từ 29 cho đến 32 độ. Từ ngày mai trở đi cho đến vài ba ngày tới, thời tiết tại các tỉnh miền Trung sẽ phổ biến ít mưa và nền nhiệt độ tăng dần. Tại các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Bình Thuận, thời tiết vẫn phổ biến là ít mưa, ban ngày nắng nhiều và nền nhiệt độ tiếp tục duy trì ở mức khá cao, phổ biến trong khoảng từ 32 cho đến 35 độ. Với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ thì trong ngày hôm nay, đới gió Tây Nam nguyên nhân chính gây mưa cho các khu vực này hoạt động với cường độ yếu, nên mưa xuất hiện không quá nhiều, phổ biến xuất hiện rải rác vào chiều tối. Ban ngày trời vẫn có nắng, với nhiệt độ cao nhất tại khu vực Nam Bộ là từ 31 cho đến 34 độ, còn tại Tây Nguyên là từ 29 cho đến 32 độ. Cụ thể ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Ngày hôm nay thì hình thế gây mưa đã suy yếu nên những cơn mưa nặng hạt gây ngập úng nghiêm trọng ở thủ đô như ngày hôm qua sẽ ít có khả năng lặp lại. Sáng nay trời vẫn khá nhiều mây và đôi lúc có thể còn xuất hiện mưa rào nhẹ, nhưng lượng mưa không quá lớn. Từ trưa chiều thì mây sẽ giảm và trời có nắng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ tăng lên so với ngày hôm qua khoảng từ 2 cho đến 3 độ. Dự báo ngày mai và ngày kia thì thời tiết tại thủ đô Hà Nội cũng như các tỉnh Bắc Bộ sẽ trở lại trạng thái ít mưa và nắng nhiều nên nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng dần. Thời tiết đang trong giai đoạn giao mùa nên thường ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, nhất là người già và trẻ nhỏ. Vì vậy, một chế độ ăn uống lành mạnh, giàu vitamin và khoáng chất sẽ giúp quý vị và các bạn có sức đề kháng tốt hơn. Tại thành phố Cảng Hải Phòng, thời tiết cũng đang trên đà tốt lên. Tình trạng nhiều mây và những cơn mưa rào chủ yếu chỉ còn xảy ra vào sáng sớm. Từ trưa chiều, mây giảm dần và trời sẽ có nắng, nên nhiệt độ trong ngày hôm nay tại đây cũng sẽ tăng dần lên mức từ 30 cho đến 31 độ. Thời tiết trong ngày khá mát mẻ và dễ chịu. Trên biển thì thời tiết cũng đang tốt lên cùng với tình trạng biển đang dần trở lại ổn định nên sẽ thuận lợi hơn cho các hoạt động ra khơi của bà con ngư dân. Các chuyến tàu ra đảo Cát Bà có thể tiến hành thuận lợi. Xuống đến thành phố biển miền Trung Đà Nẵng, chúng ta gặp kiểu thời tiết khác biệt hẳn so với các tỉnh thành phía Bắc. Thời tiết ngày hôm nay hầu như là không mưa, nắng xuất hiện từ sáng và kéo dài đến chiều muộn. Tuy nhiên do cường độ nắng không mạnh nên nhiệt độ trưa chiều chỉ sắp xỉ hoặc là trên 34 độ. Thời tiết nhìn chung vẫn thuận lợi cho các hoạt động du lịch. Tuy nhiên do tình trạng ít mưa đã diễn ra trong nhiều ngày qua và vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện nên thời tiết vẫn gây khó khăn cho đời sống sinh hoạt của người dân thành phố nói riêng và các tỉnh Trung, Nam Trung Bộ nói chung trong thời gian tới. Gió mùa Tây Nam đang suy giảm về cường độ cho nên trong ngày hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh trời tiếp tục ổn định trong khoảng từ sáng cho đến trưa chiều với nhiệt độ cao nhất sắp xỉ 32 cho đến 33 độ. Sau đó vào chiều tối thì những cơn mưa rào và dông có thể xuất hiện, tuy nhiên với lượng không nhiều và sẽ kết thúc nhanh nên sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Đêm nay thì thành phố không mưa, gió thổi nhẹ với nhiệt độ ở vào khoảng 25 cho đến 26 độ cùng với độ ẩm tăng lên mức 88%. Ngày hôm nay, thành phố Cần Thơ tiếp tục có nắng và ít mưa từ khoảng sáng đến 15 giờ chiều. Nhiệt độ cao nhất ở ngưỡng 33 độ và độ ẩm thấp nhất xuống đến mức 60%. Sau đó thì thành phố sẽ có mưa rào nhẹ. Tuy nhiên cũng giống như thành phố Hồ Chí Minh, mưa dông có lượng ít và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm hiếm có cơ hội xuất hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời tiết đô thị của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.